một tình huống tai nạn dở khóc dở cười và cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng ta khi sử dụng các thiết bị nhiệt. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tình huống tai nạn xảy ra khi trong lúc kiểm tra sửa chữa chiếc lò nướng thì hai nam thanh niên trong clip sau đây đã nhận được sự cố nhớ đời. Quý vị cùng xem và rút kinh nghiệm nhé. Thấy thanh niên áo đen loay hoay với chiếc lò nướng mãi không được, một thanh niên mặc áo nâu đã xúm vào kiểm tra xem tình hình bếp núc ra sao. Bất ngờ, chiếc lò nướng bùng lửa ra cả phía bên ngoài, thậm chí còn cháy dính cả vào tóc thanh niên áo cam, khiến đầu bị bốc khói. Giật mình hoảng hốt, hai thanh niên vội chạy đi né. Nạn nhân bị cháy tóc còn ngơ ngác quay lại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Có lẽ đây là sự cố cả đời không quên của hai anh chàng này.